Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án nhận token Olympic Dogger. Đây là một round mới của nhá. Lần trước mình có hướng dẫn mọi người dự án là nhận 100 triệu token 100 triệu đúng không ạ? Là đợt này thì Eros nó sẽ phân phối là 50 triệu token nhá. Cả hai round thì nó vẫn chưa phân phối token về ví cho mọi người nhá. Chúng ta cứ làm Eros nó sẽ phân phối về sau mọi người nhá. Đầu tiên mọi người sẽ vào link phần mô tả cho mình, sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu cho mình nhé. Vào đây bấm Start cho mình. Rồi ở đây mọi người bấm Start này. Ok, nhập mã captcha B3BV rồi. Rồi sau đây bấm Join vào group Telegram này. Bấm vào chữ Join, bấm Join. Ok, mọi chat cho mình một từ. Rồi, quay trở lại. Bấm đôn. Ok, tiếp theo là join vào kênh này. Đây là hai dự án khác nhau mọi người ạ. Bấm join này. Lần trước chúng ta cũng làm một dự án nhưng không phải là... Không phải là những cái trang... trang của Telegram này nhá. Bấm đôn này. Rồi, tiếp theo follow Twitter. Ở đây mình theo dõi Twitter rồi. Rồi quay trở lại này. Ở đây mà copy profiling kênh Twitter của mọi người nhé. Thì mọi người sẽ vào trở lại Twitter cho mình nè. Mọi người xóa Twitter này. Sau đấy mở lại Twitter này. Sau khi mở lại Twitter thì mọi người sẽ bấm vào phần avatar này. Sau đây bấm vào phần hồ sơ này. Tiếp theo bấm vào ba gạch đây này. Sau đây bấm vào chữ chia sẻ. Mọi người sao chép liên kết. Rồi sau đấy gửi profiling kênh Twitter của mọi người vào đây. Ok. Rồi. Tiếp theo địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Ở đây mình sử dụng ví Trust Wallet thì bấm vào đây. Mọi người sao chép địa chỉ ví BNB. Hoặc có địa chỉ ví Ethereum. Đấy, bấm vào sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi, Send Amen Group. Bấm vào group này. Gọi chat cho mình từ nhé. Rồi, sau đó quay trở lại. Bấm vào Yes. Tức là nó bảo là mọi người chat đấy, chat từ đấy. Rồi, và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm token. Bấm start it để một chiếc số dư nhé. Với dự án này mọi người sẽ nhận được là 50 triệu token Olympic Dogger mọi người nhé. Đấy. Trên này Twitter không cần retweet lại bài đăng nhỉ, mở Twitter lại xem nào. Nếu như mọi người cảm thấy Twitter nó ấy thì mọi người có thể retweet lại bài đăng để đấy nhá. Không thấy đúng không? Đây là retweet, mình retweet là ủng hộ thôi, ủng hộ kênh thôi. Đây, bài đăng đây. Retweet này. Rồi. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận 50 triệu token Olympic Dogger mạng BC. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.